Thưa quý vị, bản tin thế giới cho biết Paraguay đã sắp chuyển tòa đại sứ tại Israel sang Jerusalem. Giới lãnh đạo của Paraguay cho biết quốc gia này sẽ bắt đầu chuyển tòa đại sứ của họ ở Israel sang vùng thánh địa Jerusalem, trễ nhất là vào cuối tháng 5, thể theo như lời của phát ngôn nhân chính phủ. Hành động này được cho là theo gót hai quốc gia Hoa Kỳ và Guatemala vốn từng công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái, khiến cho căng thẳng leo thang trong khu vực Trung Đông, đặc biệt là trên dải Gaza. Quy chế của vùng thánh địa Jerusalem trong suốt thời gian vừa qua đã trở thành một vấn đề gây ra tranh cãi trong tiến trình hòa đàm giữa chính phủ Israel và người Palestine, vì chính quyền Ramallah muốn dùng nơi này làm thủ đô của họ trong tương lai sắp tới. Để chuẩn bị cho tiến trình di dời tòa đại sứ, Tổng thống Paraguay là Horacio Cartes sẽ có chuyến công du sang Israel vào ngày 21 hoặc là ngày 22 tháng 5. Quyết định chuyển tòa đại sứ ra khỏi thành phố Tel Aviv được giới lãnh đạo Ascension đưa ra chỉ một tuần lễ trước khi mà Hoa Kỳ chính thức mở cửa tòa đại sứ của họ tại Jerusalem.